Hơn 1.000 tù binh đầu hàng tại nhà máy Azovstal đã được chuyển đến Nga. Khoảng 100 người, trong đó có nhiều lính đánh thuê nước ngoài, đang ở thủ đô Moscow. Các cơ quan hành pháp đang làm việc với họ. Trong tương lai gần, các nhà điều tra có thể đưa thêm tù binh từ Ukraine đến Nga sau các cuộc thẩm vấn trực tiếp, nguồn tin giấu tên trong ngành hành pháp của Nga tiết lộ. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Quân đội Nga tháng trước thông báo 2.439 binh sĩ tiểu đoàn Azov cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine đã đầu hàng. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng ở miền đông Ukraine cho biết nhóm binh sĩ bị giữ ở vùng họ kiểm soát. Ukraine cho biết họ muốn trao đổi nhóm tù binh Azovstal với Nga, song Moscow tuyên bố sẽ tiến hành xét xử những người này trước. Lãnh đạo cơ quan tư pháp DPR Yuri Sirovatko cho rằng họ có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 6 tháng 6 khẳng định cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đang làm việc để các binh sĩ này được phóng thích. Tiểu đoàn Azov vốn là lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc, được sáp nhập vào vệ binh quốc gia Ukraine và trở thành lực lượng nòng cốt trong nỗ lực phòng thủ Mariupol, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất trong chiến dịch quân sự của Nga. Trong khi đó, Moscow coi tiểu đoàn Azov là tổ chức tân phát xít.